Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ là quái vật phóng xạ Simozonomaly. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại biến thành nông nổi như thế này? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Chết đi, thưa quái vật phóng xạ bất giác đi. Chết tiệt, ngươi là ai? Sao ngươi lại muốn giết ta? Ngươi quên ta rồi à? Ta chính là quái vật phóng xạ lửa. Mấy năm trước đã giết chết ta, linh hồn ta xuống địa ngục. Cũng may ta cướp lấy sức mạnh của tinh thần lửa địa ngục đó. Ta trở lại trần gian và quyết báo thù ngươi. Cái gì? Quái vật phóng xạ lửa địa ngục? Hèn chi sức mạnh băng giá của ta không thể dập tắt được lửa của ngươi. Tất nhiên là như vậy rồi. Bây giờ đã đến lúc ta sẽ tiễn ngươi xuống nơi tâm tối gọi là địa ngục. Chết đi! Không! Nhìn kìa! Hình như ở phía dưới có sinh vật gì đó đang gầm nén. Mau xuống đó xem thử đi! Được rồi các cậu, bám chặt nào! Hình như nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn đang rên la. Nhưng khoan, đây là một quái vật phóng xạ mà. Nó bị gì thế này? Sao người nó chỉ khác hết rồi? Này các cậu, có khi nào lũ con người đã tấn công nó hay không? Nhưng mà thôi, bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Hay là chúng ta cứu nó đi, giúp nó trở thành một đồng đội Xunomaly của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết rõ nguồn gốc của nó. Lỡ đâu biến nó thành một quái vật Xunomaly rồi, nó lại đi tàn phá mọi thứ, thì chúng ta phải làm sao đây? Hey, nếu là như vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp tiêu diệt nó. Còn nếu nó là một sinh vật tốt, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều đó. Mau cứu nó đi, đừng nói nhiều nữa. Sau khi bị một quái vật phóng xạ từ dưới địa ngục giết chết, tôi tưởng rằng mạng của mình sẽ kết thúc. Nhưng trong lúc tôi đang hấp hối, tôi nghe có tiếng bước chân, rồi tiếng giọng nói, rồi cuối cùng xuất hiện một sinh vật rất quái dị. Sinh vật này đã chiếu một luồng sáng vào người của tôi, khiến tôi bừng tỉnh dậy. Wow, cuối cùng chúng tôi đã cứu được cậu. Nhìn người cậu kìa, đã thay đổi đi 180 độ rồi đó. Nhưng rốt cuộc cậu là ai? Cậu đến từ đâu? Tại sao cậu lại bị như thế này? Khi tỉnh dậy, người của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Trông tôi trở nên vô cùng quái dị. Tôi sau đó cũng dần dần bình tĩnh lại và nhìn thấy trước mặt của tôi, sinh vật đã cứu tôi còn quái dị hơn tôi nữa. Tôi cũng đã trả lời mọi câu hỏi, mọi thắc mắc của nó, rằng tôi là quái vật phóng xạ Simo. Tôi xuất hiện từ thời tiền sử. Chưa hết, tôi chống lại những quái vật phóng xạ xấu xa đã bảo vệ hành tinh này. Nhưng nó đụng độ một con phóng xạ địa ngục vô cùng khủng khiếp nên mới bị như thế này. Thiệt ra là như vậy. Thôi được rồi, kể từ nay ngươi sẽ là đồng đội của bọn ta. Cùng bọn ta đi khắp mọi nơi, bảo vệ những sinh vật trong những khu rừng xinh đẹp. Đi thôi nào. Không, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi cần phải làm một việc quan trọng trước đã. Rồi sau đó tôi sẽ quay về tạ tội với những sinh vật đã cứu tôi sau. Cứ để cho nó đi. Chúng ta đừng quá lo lắng. Tôi nghĩ chúng ta nên để cho nó giải quyết một số vấn đề riêng của nó. Thì ra sinh vật đã cứu tôi là một hợp thể của toàn bộ quái vật Xunomaly. Và họ đã biến tôi thành một con quái vật phóng xạ Xunomaly thứ hai. Nhưng bây giờ tôi chưa thể đi cùng họ được. Tôi phải quay về hang ổ thăm các con của mình. Chỉ thế này, các con của tôi... Không, các con ơi, các con bị làm sao thế này? Chết tiệt, hãy tỉnh dậy đi. Mẹ quay trở về rồi đây. Không kịp. Bọn chúng đã chết hết rồi, ngươi đừng cố gắng làm cho bọn chúng sống lại, vô ích thôi. Thứ này là gì? Không lẽ hắn đã giết chết cái con của tôi? Tôi phải báo thù. Đây, bình tĩnh đi.
Ta không phải là hung thủ đâu. Ta chính là thần lúa địa ngục. Ta lên trần gian này để tìm kiếm lại sức mạnh và khắc phục lỗi lầm của ta. Cái gì? Hắn nói hắn là thần lửa địa ngục. Không lẽ sức mạnh của hắn bị con quái vật phóng xạ lửa địa ngục kia đánh cắp? Hả? Ngươi cũng biết tới thứ đó à? Đúng vậy. Ta vì quá lơ là để cho linh hồn của thứ đó xuống địa ngục, và nó đã lẻn tới lấy cắp sức mạnh của ta. Nó đã lên trần gian trở lại và gây ra rất nhiều điều xấu xa. Cả những sinh vật ở đây đều do thứ đó giết hại. Ta cảm thấy tội lỗi, định tới đây ngăn cản nó, nhưng đã quá trễ. Chết tiệt! Thì ra tinh thần địa ngục này chính là nguyên nhân sâu xa để giúp con quái vật khốn kiếp đó giết hại bản thân của tôi, rồi tàn sát luôn các con của tôi. Tôi không thể nào bình tĩnh được nữa, nên tôi quyết định lao tới cho tinh thần địa ngục này một bài học, để cho hắn biết lỗi lầm hắn gây ra tệ hại như thế nào. Chết tiệt! Sao ngươi lại tấn công ta chứ? Ta bảo rồi, ta không có ý. Mau dừng lại đi. Một phút, rồi một giờ, hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi đã dùng hơi thở băng giá trong cái cơ thể mới của mình thổi vào người của thứ chúa tể địa ngục kia. Còn hắn thì luôn biện minh giải thích về lỗi lầm của mình, càng khiến tôi điên tiết. Bây giờ tôi muốn báo thù tất cả lên người của hắn. Trịch tiên, thưa quái vật phóng xạ băng giá đây. Ngươi sao mạnh dữ vậy? Dừng lại đi. Hãy nghĩ cách tiêu diệt thứ quái vật lửa địa ngục ăn cắp sức mạnh của ta trước đã. Đúng rồi hả? Hắn nói không sai. Tại sao tôi lại ở đây thực hiện một cuộc chiến đấu vô ích thế này? Tôi phải tìm được kẻ nguyên nhân thật sự. Chết đi. Lũ quái vật phóng xạ đáng ghét. Các ngươi tự cho mình là chúa tể thiên hạ. Kể từ nay, ta mới là vua của các quái vật phóng xạ. Thưa chết tiệt, cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi rồi. Sau bao nhiêu ngày cố gắng thì tôi đã thấy được nó. Thưa quái vật lửa địa ngục chết tiệt này, nó thậm chí còn đang tàn sát rất nhiều sinh vật phóng xạ vô tội khác. Khốn kiếp, tôi phải ngăn chặn bằng được nó lại. Hả? Lại thêm một con quái vật phóng xạ băng giá nữa à? Nhưng sao trông ngươi quái lạ thế? Rốt cuộc ngươi là loại nào? Có vẻ như nó vẫn chưa nhận ra tôi là ai. Nhưng mà bây giờ tôi không cần phải nói nhiều với nó. Tôi sẽ tiêu diệt kết thúc nó trước, rồi từ từ cho nó biết toàn bộ sự thật. Cái gì? Thưa chết tiệt này, mày coi thường tao quá rồi đó. Mày nghĩ mày có thể hạ được tao hay sao? Hả? Lạnh quá, cái hơi thở băng giá này sao giống như thứ quái vật phóng xạ Simo vậy? Không lẽ ngươi là họ hàng với thứ đó à? Đừng đón già đón non nữa, ngươi sẽ biết được toàn bộ sự thật sau khi ta đánh bại ngươi. Nào, hãy mau trả lại sức mạnh cho thần địa ngục đi. Cái gì chứ? Sao ngươi biết được nguồn gốc sức mạnh của ta? Rốt cuộc ngươi là ai? Có phải là thuộc hạ của tên khốn đó không? Chết đi! Ta không phải là thuộc hạ của thần địa ngục gì cả, mà ta chính là một thành viên của tổ chức quái vật Sunomaly. Cái gì chứ? Gì mà Sunomaly chứ? Ta chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Tại sao ngươi lại muốn đối đầu với ta? Tôi xấu xa như ngươi, dù đi bất kỳ đâu cũng sẽ có sinh vật chống lại ngươi, tiêu diệt ngươi. Đã lúc rồi, xuống địa ngục chịu tội đi. Rốt cuộc ngươi thật sự là ai? Ta chính là quái vật phóng xạ Simo Sunomaly. Gì thế này? Sao người của tôi bốc đầy lửa thế vậy? Không lẽ đây là sức mạnh của chúa tể địa ngục ấy sao? Được rồi, mau đem thứ sức mạnh cướp kiếp này trả lại cho hắn ta thôi.